ngay chuyển đổi số Việt Nam 2020. Người thực, việc thực, cung cấp và cập nhật thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối, cung cầu chuyển đổi số. Được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị phối hợp tổ chức, Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Hội Tự động hóa, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam. Hơn 2.500 đại biểu tham gia trực tiếp và trên 10.000 đại biểu theo dõi trực tuyến, bao gồm lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các cơ quan bộ ngành, các tổ chức doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chuyên gia, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, các cơ quan truyền thông, thông tấn và báo chí. Nhiều hoạt động thiết thực như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hỏi đáp, triển lãm, tư vấn giải đáp, kết nối, cung cầu, chuyển đổi số. Với 6 chủ đề hội nghị chuyên sâu, chuyển đổi số trong ngành tài chính, ngân hàng, chuyển đổi số trong ngành y tế, chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics, chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, hình thức tổ chức đổi mới sáng tạo với các hoạt động trực tiếp và trực tuyến trên các kênh báo chí, truyền thông đa phương tiện. Đăng ký ngay hôm nay tại website txday.vinasa.org.vn và chuyển đổi số.biz. Ngày chuyển đổi số Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp, kết nối cung cầu chuyển đổi số.